đại chính phương trời mười phương chư Phật. Con lại thần cố vũ, con lại chủ tiền sân, con lại thần thế đỏ, con lại gió lại mưa, con lại thần bản đó, con lại thỉnh kinh thần xà ngon cột và cứu linh đội tiếng Việt Nam. Tôi đây là thứ bảy ngày 15 tháng 12 năm 2018, tức là nhằm ngày mùng 9 tháng 11 Mão Tuất, lượt chung kết lượt về trận trước hòa hơ đều, trận này nhất định vô 0-0, một đều là chắc ăn, còn không thì đội Việt Nam tháng 1 không được rồi. Các vị anh linh tinh tú chúng ta giúp đỡ đội hình, còn lại cho bác thân xeo ra được chiến thuật thần thánh. Con xin rằng tỷ số tối nay bình thường nhẹ nhòn, nhất định đội tuyển Việt Nam sẽ thắng thằng Mã Lesia, nhất là trọng tờ kinh thỉnh ba